9. Thank you. Đây bàn đuôi to nhỉ. Chiếu đúng vào mặt trời chói. Mới làm anh tẻ thêm một chút cảnh giác. Thank you.
Ok, nhảy trước thì đi. Mở cái tay này đi. Hình như thằng em được chảy hay sao kêu. Cẳng ngay mà cũng đã đợi tí Trường ơi, kia được rồi đúng không? Đây chân sọc chân đơm móng một ngón, anh nghe thấy kêu rít rít vào được rồi, bút chạy cục. Còn mấy cái này đó Trường nhìn thấy không? Nồng treo thất thay trái. Đây phải. Đây con nằm bảy bảy bên tay trái kìa. Đấy. Ờ nó. Thế nó gì? Nó đây kìa. Đấy. Đấy. Chơi. Xong.
Sao? Đây thì... Con này hót đuôi cảm thấy là nó hơi nhạy đấy. Đang mở đúng không? Ừ. Em đang nói. Để không bàn đuôi nó to hơn. Thế còn con nào hót này? Má. Má, má. Đứng ngay lóc lồng. Bánh tè mà nó cũng sút đâu. Tên đực anh. Chim già bốt rồi. Không, ý như ý là con của mình bánh tè nó cũng sút đâu. Sút hết. Ăn đầu pha ảo. Này mà không sút này.